Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Thì cũng có khá là nhiều bạn kêu mình mua mấy con cá lóc đồng đó bạn, mấy con cá lóc mồi về nè nuôi ha, rồi huấn luyện cho bạn xem á. Thì hôm nay mình có đi mua được một bịch nha bạn ha. Bịch này mình mua 10k đó bạn, nhưng mà nó có lộn hai loại trong đó nha các bạn. Đây, có những con cá lóc bông rất là đẹp đó các bạn thấy không, đây nè. Đó, thì mình sẽ nuôi thử hai dòng luôn nha bạn, đó dòng cá lóc đồng thường với là dòng cá lóc bông đó bạn thấy không. Đó, tao bán cá lóc mồi bạn, đó chung được hai loại quá đã luôn nha bạn. Đó thì cái này mình cũng mới mua về ha, để đến nay đang nằm trong cái bịch thì cũng khó nhìn các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ bỏ cái hồ ha, mình ngâm khoảng một tiếng sau thì mình mới thả ra nha bạn, để cho mấy con cá này nó không bị sốc nhiệt các bạn. Đó thì chút xíu nữa mình bỏ vô rồi một tiếng đồng hồ sau đó, thì mình sẽ quay cho bạn xem tiếp nữa ha, chứ bây giờ thì nó nằm trong bịch nữa bạn thấy không. Đó rất là khó nhìn thấy rõ cho con cá đó bạn thấy không, đây nè có cá lóc bông và cá lóc đồng đó nha các bạn. Đó có nhưng mà có những con nó yếu các bạn, chút xíu mình sẽ bỏ mình bỏ vô cái hồ đi rồi mình sẽ lựa những con nào yếu mình lựa ra ha, mình dẹt ra nha các bạn, chỉ lựa những con khỏe mạnh thôi mình nuôi đó, lâu thì mình sẽ huấn luyện ha. Đó bạn thấy những con cá lóc bông cũng khá đẹp đó bạn thấy không, sọc sọc nè. Đó hình như mình thấy cũng được bốn năm con cá lóc bông gì các bạn. Đó, nhìn cũng khá đẹp ha các bạn ha. Đó thì bây giờ mình sẽ thả cái hồ kính ha, và mình ngâm ha, ngâm cho nó quen với lại cái nhiệt độ trong hồ kính rồi chút xíu nữa mình sẽ thả ra ha. À, giờ thì mình sẽ thả vô nha các bạn. Đó, này mình mới vừa rải nguyên cái bịch cá vô trong cái hồ kính luôn nha các bạn. Đây nè. Đó, nhưng mà cũng chưa có thấy rõ những cái con cá lắm nha các bạn. Đó, vì nó đang nằm trong cái bịch đó. Đó bạn thấy không nè, coi như con cá lóc bông nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ ngâm nó khoảng một tiếng đồng hồ ha. Một tiếng đồng hồ sau thì mình sẽ lên đây mình sẽ qua đi quay tiếp rồi mình thả ra cho bạn xem luôn ha. Đó, bạn thấy bịch cá của mình không nè. Đó thì giờ mình sẽ ngâm nha các bạn. À, chút xíu nữa mình lên mình thả ra rồi mình sẽ quay tiếp cho bạn xem ha. Rồi các bạn ơi, thì sau khi một tiếng ha, mình đã ngâm cái bịch cá trong cái hồ các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ thả ra nha. Với lại nãy mình cũng mới đi tiện được mấy cái nhánh trầu bà ha. Nhánh trầu bà thì nó sống được trong nước nha các bạn, để mình tạo cái lớp cái không gian thủy sinh đó các bạn. Đó, cho mấy con cá này nó sống tốt nha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ thả mấy con cá này ra luôn nha các bạn. Đó, nãy giờ mình cũng ngâm một tiếng rồi, cho nó quen với lại cái nhiệt độ trong hồ rồi các bạn. Đó, mình mở cổng thùng ra nha. Đó, nước nó hơi lúc lắc xíu, để mình mở cổng thùng ra nha các bạn. Đó, đây mở cổng thùng ra rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ thả mấy em cá này ra cho nó làm quen với lại cái môi trường mới nha các bạn. Đó, là khám phá ha. Đó thì chút xíu nữa mình sẽ lựa những cái con nào mà yếu với lại những con nhỏ ra nha các bạn. Đó, đó mình đã thả ra rồi đó nha các bạn. Đó, có những con nó bị trong bịch lâu quá nó bị đơ các bạn. Đó bạn thấy con cá lóc bông đó không? Đó thì giờ mình sẽ lấy cái nét mình quay gần cho bạn xem nha. Đó đây các bạn ơi. Đó thì đây là những cái con cá lóc đồng nha. Đó nhưng mà mình mua hôm nay mình mua được xen kẽ luôn đó bạn. Đó vừa có cá lóc bông ha. Đó bạn thấy cá lóc bông không? Đó với lại mấy con cá lóc đồng thường nha bạn. Đó thì mình sẽ huấn luyện nó nha bạn. Đó nhưng mà mình sẽ tuyển chọn các bạn, mình tuyển chọn những con nào khỏe ha, những con nào hăng đó thì mình mới ra huấn luyện nó nha bạn. Đó, cho bạn xem luôn. Đó, nhưng mà bữa nay mình chưa huấn luyện đâu nha bạn, mình để cho nó quen trong cái chuồng này đi. Đó khoảng 1-2 ngày đó mình mới lựa ra những con nào khỏe, những con nào lanh các bạn. Đó mình mới bắt riêng ra mình huấn luyện nó nha bạn. Đó hôm nay mình chỉ quay cho bạn xem những cái chuồng cộng đồng vậy thôi. Đó thì ngày đầu tiên về thì mình không cho ăn đâu nha bạn. Đó ngày thứ sau, ngày hai, ngày qua, ngày mai thì mình sẽ cho nó ăn ha. Mình thấy cái con nào nó ăn với những con nào nó lanh á thì mình mới bắt riêng ra ha, mình bắt riêng ra từng chuồng các bạn, mỗi con mình mới huấn luyện đó nha các bạn. Đó có những con thì nhỏ quá, đó chút xíu nữa mình sẽ bắt những con nhỏ ra. Đó bạn thấy không, hôm nay mình mua được mấy con cá lóc bông cũng khá đẹp nữa các bạn. Đó sọc nha các bạn. Đó đẹp ha các bạn ha. Đó thì mình mua cái bịch cá này là 10k nha các bạn. Đó các bạn thấy không, cũng khá là nhiều ha. Đó, cũng khá là rẻ. Đó bạn nào mà không có kinh phí để mua mấy con cá lóc kiện, cái lóc cảnh vẫy rồng đồ nào chơi các bạn thì các bạn mua mấy con cá này về nè. Đó huấn luyện cũng thú vị lắm nha các bạn. Đó cá lóc bông nè, nhìn cũng đẹp đấy nhưng mà ha các bạn ha. Đó nhìn nó người nó sọc các bạn. Đó thì cá lóc bông này lớn lên cũng khá là to nha các bạn. Đó to lắm nha. Đó nhưng mà mấy con cá lóc đồng này mình nuôi thì mình thấy là nó mau lớn hơn mấy con cá lóc cảnh các bạn. Đó mình thấy nó màu lớn hơn, tại mình cho nè mỗi ngày các bạn. Đó mình không có bóp sai các bạn thì mình thấy nó màu lớn hơn, còn mấy con cá mà cá cảnh thì mình bóp sai cho lên vẫy lên màu đó các bạn thì mình cho nó ăn cách ngày thì mình thấy nó lâu lớn hơn mấy con này nha các bạn. Đó đợt trước mình cũng có nuôi rồi. Đó nuôi rồi mới nó to quá mình đem ra xong mình thả bạn. Đó nó thì do có nhiều bạn kêu mình nuôi lại các bạn,
đó, kêu mình nuôi lại thì hôm nay mình mua về mình nuôi ha, mình sẵn mình lựa mấy con nào hăng ha, mình ra huấn luyện cho bạn xem đó. Thì giờ cái hồ này là hồ cộng đồng các bạn đó, hồ này để mình nuôi để mình thấy những con nào hăng ha, những con nào lanh đó bạn, mình mới tuyển chọn ra nha bạn. Nó nhìn cũng đẹp các bạn ha, nhìn giống hồ cá đi sinh các bạn ha. Đó, mình lựa nãy mình cũng tiện chọn được mấy cái nhánh chầu bà nè đó, để về mình bỏ vô nè đó bạn thấy cũng khá đẹp ha bạn ha. Đó, dưới ở lớp nền mình dưới này thì mình bỏ một lớp sỏi suối ha. Sỏi suối này thì các bạn lên Shopee các bạn mua các bạn đó, một ký như mình mua nhiều ký 10.000 15k với bạn cũng quên này đó, mình các bạn mua thì người ta giao tới nhà cho các bạn luôn ha. Đó thì mình cũng quên nữa các bạn, thì các bạn nuôi mấy con cá vậy thì các bạn phải đậy nắp lại nha các bạn. Đó thì cá lóc đồng, cá lóc con gì hay cá lóc cảnh gì nó cũng phải nó phóng ra nha các bạn, nó nhảy lóc ra đi nha các bạn. Đó nên phải các bạn phải đậy nắp lại nha. Đó. Đậy nắp với lại cái thứ nhất là các bạn phải muốn huấn luyện một con cá lóc cảnh ha thì các bạn phải có hồ kính nha các bạn. Đó, hồ kính mới dễ huấn luyện nó nha các bạn. Tại mình thường mình giữ mồi ở ngoài thành hồ cho nó dí theo các bạn. Đó, nó chạy qua chạy lại thì nó mới hăng nha các bạn. Đó, phải có hồ kính mình mới huấn luyện được con cá nha các bạn, rất là dễ ha. Thôi nhất đi với các bạn phải đậy nắp nè, bạn thấy không, nó hay lên trên nó nhìn như vậy nè các bạn. Đó thì nó sẽ phóng ra ngoài các bạn, đó, nó phóng ra ngoài lóc đi nha các bạn. Đó bởi tao kêu cá lóc đó. Đó còn cái con cá lóc bông này thì đó cái người nó hơi bị hơi nhỏ xíu lên, nó bị giống như nó bị cắn bạn, hơi đỏ bạn thấy không. Đó, con cá nhỏ trong kia nó bơi trong kia đó. Chút xíu nữa mình sẽ ngồi mình quan sát ha, mình thấy cái con nào yếu ha, những con nào yếu hay những con nào mà nó đỡ các bạn đó, mình sẽ bắt ra nha các bạn. Đó mình chỉ nuôi mấy con to với mấy con khỏe mạnh thôi. Đó, cái cá lóc đồng mà nó còn giống như cá lồng rộng mà, đó cái người nó còn đỏ đỏ bạn ha. Đó, thì nuôi thời gian này là cái màu đỏ nó sẽ mất đi ha bạn ha. Đó. Đó mình thấy mấy con cá lóc bông này cũng khá đẹp các bạn. Đó, này mình nghĩ chắc nuôi lớn lên cũng đẹp đó nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó hên là bữa nay mình mua được một số cá lóc bông ha, ta bán xen kẽ người ta vô bịch sẵn bạn ơi. Người ta không cho mình lựa từng con. Người ta vô sẵn một bịch 10k 5k rồi đó. Đó mình lại mình lựa mình lấy bịch nào có cá nào khỏe mình lấy các bạn. Đó, chà có cái con lớn trên này cái người nó bị nắm vậy. Khi mình bắt cái con nó ra nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, mê mờ mờ. Đó, nãy mình lựa trong cái bịch này thì mình thấy nha, có những cái con cá lóc và bông to to ha, cũng đẹp là mình mới lựa cái bịch này đó các bạn. Đó, bịch kia thì có một hai con thôi. Ta vớt đại các bạn, chứ người ta không có lựa bạn, ta vớt đại một bịch vậy đó. Ta để 5.000 10k vậy đó. Đó, mình vô mình bóc, mình lựa mấy cái mình thấy cái bịch này nè, nó ok nhất thì mình lấy về nè các bạn. Đó, bạn nào muốn mua thì vô tiền cá cảnh các bạn, có bán rất là nhiều ha. Đó, mua 5k cũng được các bạn. Đó, nào bạn nào nhà nhỏ hay hồ nhỏ gì đó bạn mua 5k cũng đủ chơi các bạn. Đó, quá trời luôn nè. Đó, còn này thì mình mua này bịch 10.000 ha. Các bạn thấy cũng khá là nhiều. Đó, mình thấy là trên 10 15 con gì đó các bạn. Đó, cũng khá là nhiều các bạn, khá là rẻ ha. Đó. Đó, mình nghĩ chắc mấy con cá lóc bông này lớn lên huấn luyện nó cũng khá đẹp đó các bạn, giống cá lóc bông Thái các bạn. Phải không ha? Đó, để mình nuôi thử mình lớn nuôi lớn thử coi ha, để mốt mình lựa mấy con ra mình nuôi riêng. Đó. Lúc đó mình sẽ làm một cái video ha bạn ha, mình làm cái video mình huấn luyện một con cá lóc ha. Đó, từ một ngày đầu tiên ha cho đến tuần gì đó. Đó thì mình sẽ huấn luyện nó cho nó hăng lên, rồi lúc đó mình sẽ đăng cái video lên cho bạn xem ha. Đó, nhưng mà bữa nay thì mình chỉ quay cho bạn xem những cái nguyên cái bài cộng đồng vậy thôi, để mình đang tuyển chọn mà. Đó, mình nuôi trước một ngày vậy nè. Đó, mình bắt đầu mình mới cho nó ăn ha, mình thấy con nào nó chịu ăn, là con nào lanh đó bạn, đó mình mới bắt ra riêng mình huấn luyện nha bạn. Đó, đã ra ha bạn ha. Đó, có 10k thôi. Đó, chơi. Đó, còn cá lóc cảnh thì người ta bán cũng khá giá cũng khá là cao các bạn ha. Con sai sai nhỏ nhỏ lớn này xíu bạn, thì người ta bán cũng 150 con bạn. Đó, thì này mình mua 10k quá trời luôn nè. Đó, về chơi ha. Huấn luyện cá lóc thì nó cũng hăng như mấy cá lóc cảnh thôi các bạn, nó cũng chạy tới cũng táp mồi dữ lắm nha các bạn. Đó, đợt trước mình có nuôi mình cũng có chia sẻ cho các bạn rồi đó. Đó, nhưng mà đợt này thì có khá nhiều bạn kêu mình làm lại cái cá lóc cảnh này, cá lóc mồi này ha. Thì hôm nay mình đi mua ha. Đó. Thì cái con cá này cái mỏ nó nhọn nhọn nhìn dễ thương ghê các bạn. Đó, thấy không? Đó. Nhưng mà nãy giờ mình thấy nó chồm chồm như mấy con này nó muốn phóng đi các bạn, phóng đi các bạn. Đó, chút xíu mình phải đậy nắp lại thôi các bạn ơi. Đó, mấy con cá lóc bông nhìn đẹp kìa, có cái con này nè các bạn thấy không, đó con nhỏ nè, cái người nó giống bị cắn với lại nó bị cong cong mà. Đó, mấy con này thì mình sẽ vớt ra mình dẹt ra nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, có con nhỏ nè, có người nó cong vòng các bạn thấy không, giống như bị cắn vậy đó. Đó, mấy con này vậy thì mình lát mình vớt ra hoài hết ha các bạn, mình chỉ lựa mấy con to mấy con khỏe thôi nha.
Đó thì cái thức ăn mà mình cho mấy con này ăn đó các bạn, đó mình chỉ cho nó ăn trùng chỉ đó các bạn, đó mình cho nó ăn trùng chỉ ha, đó mình cho ăn trùng chỉ rồi đầu cho nó quen đi, quen đi 2-3 ngày sau rồi đó các bạn, cho nó ăn quen rồi đó thì các bạn mua sâu á, sâu nhỏ đó các bạn, sâu nhỏ thôi các bạn cho nó ăn ha, với lại nếu mà nó ăn được sâu nhỏ rồi thì các bạn mua tép á, tép thay tôm cũng được, tôm các bạn cắt nhỏ rồi thôi đó, các bạn nhử nhử cho nó ăn, tập cho nó ăn các bạn, đó ăn nhiều loại thức ăn vô ha cho nó phát triển các bạn. Đó, nhưng mà trước khi các bạn cho ăn cái con nào cũng vậy, các bạn cho ăn thì các bạn phải nhử nó nha bạn, nhử cho nó chạy qua chạy lại theo mồi các bạn, đó, nó mới hăng nha các bạn, chứ các bạn đừng có thả vô cho nó ăn liền, đó, nhử cho nó dí qua dí lại táp táp đó các bạn. Đó thì mai mốt mình sẽ làm video đó mình chia sẻ cho các bạn ha, cách mà mình huấn luyện cái con cá lóc này ha, từ một ngày đầu tiên ha cho đến một tuần gì đó ha, đó, thì mình sẽ làm video đó sau cho bạn xem. Đó nãy giờ mình thấy mấy cái con cá lóc bông này nó bơi cái nó lạng nhìn khá đẹp các bạn. Đó, ngừa nó sọc như nè, đó kẹp cơ chưa các bạn ha. Đó, thì nãy mình đếm như cũng được khoảng 4 con cá lóc bông các bạn, bốn con nhìn 4 con được thôi. Đó, có hồi nãy có con kia này nhỏ quá, nhỏ với lại nó bị cắn các bạn, ngừa nó giống như bị cắn đỏ với lại cong cái ngừa không tứ nó không đẹp á. Đó, thì con đó chút mình sẽ vớt ra, đó nó bơi trên các bạn thấy không, nó lờ đờ đỡ các bạn. Đó, những con vậy thì mình sẽ vớt ra nha các bạn. Đó. Đó là thì cái video hôm nay ha, là do có mấy bạn cho mình đó là nuôi lại mấy con cá lóc đồng ha, huấn luyện cho bạn xem. Đó thì mình có đi đến tiệm cá cảnh ha, mình mua được một bịch ha, cũng được 10.000, 10k, nhưng mà cũng được khá ha, khoảng 15 con nha các bạn. Đó thì hôm nay mình chỉ để trong cái chuồng con nuôi cộng đồng vậy thôi. Đó mình sẽ ngày mai mình sẽ cho nó ăn, rồi mình mới tuyển chọn ra, mình từng chọn ra những cái con nào mà lanh khỏe ha, mình sẽ nuôi riêng ha, mình huấn luyện. Đó mình sẽ làm video cho bạn xem ha. Còn bây giờ thì mình để cho những cái con cá này nó làm quen với lại cái môi trường mới đi. Thôi, với lại mình sẽ đậy nắp lại bạn ơi. Hay mình thấy nó muốn nhảy ra gì đó. Đó thì mình mai mốt thì mình sẽ cập nhật cho bạn xem ha, mình sẽ quay chi tiết ha, mình nuôi ngày đầu tiên tới tuần lễ gì đó. Rồi mình sẽ cho bạn xem ha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.